Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, câu 1 và từ câu 7 đến câu 11. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cổ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cổ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ, anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, sống trong xã hội ngày càng tiến bộ, con người tự nhiên muốn vượt lên khỏi những cái tầm thường hiện tại. Họ muốn tìm cho mình một địa vị nào đó để đảm bảo cho cuộc sống. Họ ham muốn giàu sang, uy quyền, muốn chiếm cho mình chỗ nhất nơi công hội, tiệc tùng. Nhưng Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay lại đề ra nét đặc thù của Kitô giáo đi ngược với thái độ hám danh, và cũng là bài học cho mỗi người. Đó là bài học khiêm nhường. Thật thế, theo Tin mừng thuật lại, hôm đó Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà một đầu mục nhóm biệt phái. Nhận thấy ở đó có những thực khách háo hức chọn chỗ nhất, Chúa Giêsu liền nói với họ một dụ ngôn. Trong đó, người mời gọi người ta hãy sống khiêm nhường bằng cách chọn lấy địa vị sâu chót. Khi anh được mời đi ăn cưới, anh đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng cũng được mời. Trái lại, khi được mời, anh hãy ngồi vào chỗ cuối. Thế nhưng, trong thực tế, có đôi khi chúng ta cố tình tỏ ra khiêm nhường, nghĩa là khi đó chúng ta mang trong mình thói đạo đức giả, ước muốn người khác tôn vinh, đề cao mình, nên chúng ta mới làm như vậy. Và khi người khác không đề cao mình, thì tỏ ra bực tức, chán nản. Đó là lúc chúng ta sống vị kỷ, sống vì bản thân, sống theo ý mình, chứ không phải theo thánh ý Chúa. Chính những lúc như thế, chúng ta cần phải đến với Chúa nhiều hơn nữa để ở lại và học với người bài học khiêm nhường. Chúng ta học được bài học đó trong các đoạn tin mừng. Chính Chúa Giêsu khi làm những phép lạ, người đã không tự đề cao, tự nâng mình lên hay tự làm theo ý mình, mà tất cả những việc người làm là vâng theo thánh ý và để tôn vinh Chúa Cha. Người quy mọi sự về Chúa Cha. Vì thế, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, dù chúng ta thế nào, làm gì đi nữa, thì bài học về sự khiêm nhường vẫn luôn cần thiết với chúng ta. Bài học ấy sẽ đạt được hoa trái nếu chúng ta biết học với Chúa. Chính khi chúng ta biết thực hành bài học về sự khiêm nhường và có tấm lòng hiền hậu như Chúa qua các mối tương quan trong cuộc sống thường ngày, thì chính lúc đó,
chúng ta đã được Chúa nâng lên để hưởng hạnh phúc với người rồi. Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết yêu mến mọi người như anh chị em. Và lạy Chúa, xin uống nắng tâm hồn chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Amen.